chứng khoán giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, trái phiếu doanh nghiệp là một trong những sản phẩm quan trọng trên thị trường chứng khoán, giúp doanh nghiệp huy động vốn trực tiếp bằng cách phát hành sản phẩm trái phiếu của riêng mình. Đây là một cách thức huy động vốn phổ biến của các doanh nghiệp trên thế giới. Dư nợ của trái phiếu doanh nghiệp tại một số thị trường trong khu vực như Malaysia chiếm 35% hay Hàn Quốc chiếm tới 70% GDP, trong khi tại Việt Nam thì dư nợ của thị trường này chỉ chiếm khoảng 6% GDP. Vậy vì sao thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam chưa phát triển đúng với tiềm năng vốn có? Giải pháp nào để thúc đẩy sự phát triển của sân chơi này? Tất cả sẽ có trong chương trình chứng khoán cuối tuần này với chủ đề Trái phiếu doanh nghiệp, kênh đầu tư tiềm năng bị lãng quên. Mới đây đã có nhiều doanh nghiệp Việt phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp, có thể kể đến một số thương vụ như chứng khoán SHS Shinhan, chứng khoán MBS, Novaland, Techcombank hay Bamboo Capital. Những tín hiệu mới cho thấy thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã bắt đầu sôi động dần trở lại, ghi nhận của phóng viên VITV. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đầu năm 2018 khá sôi động, đặc biệt là nhóm công ty chứng khoán. Việc phát hành trái phiếu chủ yếu phục vụ hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán với kỳ hạn từ 1 tới 2 năm. Cụ thể, công ty chứng khoán SHS đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đợt 1 vào tháng 2 vừa qua và dự định sẽ tiếp tục phát hành thêm tối đa 650 tỷ đồng trong quý 2 năm 2018. Chứng khoán MBS dự kiến phát hành tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi vào ngày 28 tháng 3. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chưa thấy công bố những diễn biến mới trong việc phát hành này. Ngày 15 tháng 1, Hội đồng thành viên chứng khoán ACB thông qua phương án phát hành 1.400 tỷ đồng trái phiếu thường, không có tài sản đảm bảo với kỳ hạn 1 năm, lãi suất do Hội đồng Quản lý Tài sản nợ và Tài sản có quyết định linh hoạt trong từng thời kỳ. Ngày 9 tháng 2, chứng khoán SSI đã phát hành thành công riêng lẻ 1.150 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn 3 năm với lãi suất phát hành 4% một năm, bổ sung nguồn cho vay ký quỹ từ kênh trái phiếu, giúp các công ty chứng khoán chủ động về nguồn vốn hơn, không phải phụ thuộc nhiều vào ngân hàng, từ đó có thêm lợi thế trong việc thu hút khách hàng. Về thị trường trái phiếu doanh nghiệp từ đầu năm, hai quý đầu năm trở lại đây, thì nhà đầu tư và chúng ta có thể chứng kiến có một cái sự phát triển khá là sôi động. Tuy nhiên nó cũng tập trung phải kể đến ở các cái nhóm công ty chứng khoán mà phát hành trái phiếu doanh nghiệp với mục đích là để cho vay ký quỹ với tỷ lệ với thời hạn từ 1 đến 2 năm. Đấy. Tuy nhiên thì dư nợ của ở cái thị trường này thì nó cũng còn ở mức khá là khiêm tốn, đâu đó nó chỉ chiếm khoảng 6% GDP. Trong khi đó, ở các cái thị trường trong khu vực như ở Malaysia thì chiếm khoảng 35%, hay ở Hàn Quốc có thể chiếm tới 70%. Các công ty cũng huy động vốn qua các hình thức phát hành trái phiếu để bổ sung cho các cái nguồn vốn kinh doanh lưu động của mình. Các công ty đại chúng niêm yết trên sàn cũng đang đẩy mạnh việc thu hút vốn thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Đầu tiên phải kể đến ông lớn Novaland với kế hoạch phát hành 300 triệu đô la Mỹ, 6.825 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Giá chuyển đổi từ mức ấn định tối thiểu 50.000 đồng một cổ phần và sẽ được điều chỉnh theo các sự kiện pha loãng của công ty, đảm bảo lợi ích của công ty và nhà đầu tư thành mức linh hoạt là do hội đồng quản trị quyết định theo phương án phát hành. Các công ty có quy mô nhỏ hơn như Bamboo Capital thông qua phương án phát hành 280 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi với lãi suất 5% một năm, kỳ hạn 3 năm vào ngày 12 tháng 3. Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần thiết bị bưu điện thông qua phương án phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền kỳ hạn 3 năm, lãi suất thỏa thuận theo thị trường. Phát hành trái phiếu thành công sẽ giúp các doanh nghiệp có được nhiều lợi ích như cổ phiếu không bị pha loãng, chỉ số tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu ROE không bị ảnh hưởng, trong khi lại có thêm nguồn vốn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nhanh chóng hơn khi huy động nguồn vốn từ ngân hàng. Nếu chiếu theo mức lãi suất đợt phát hành sắp tới của SHS thì lãi suất trái phiếu doanh nghiệp cao hơn 200 điểm so với lãi suất tiền gửi bình quân 12 tháng của 4 ngân hàng thương mại quốc doanh là 6,67%. Qua những ghi nhận vừa rồi, chúng ta thấy được sự phát triển khá sôi động trong những tháng đầu năm của thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Tuy nhiên, thời gian gần đây thì hoạt động này phần nào chững lại. Vậy nguyên nhân nào khiến cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển chưa như kỳ vọng? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự ngay sau đây của chúng tôi.
Là một nhà đầu tư có nhiều năm tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, ông Chu Danh Phương cho biết thị trường trái phiếu doanh nghiệp là một thị trường khó tiếp cận đối với các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ. Theo ông Phương, nguyên nhân là bởi khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu đã có sẵn những nhà đầu tư chiến lược. Thì cái việc sức hấp dẫn của cái trái phiếu đối với việc chào bán công khai như thế này là không thành công. Thường thì trong phát hành trái phiếu người ta đã tìm được các nhà đầu tư rồi, họ sẵn sàng là mua được cái trái phiếu của doanh nghiệp phát hành. Tuy nhiên thì đi kèm với nó là có điều kiện, cho nên là cái việc tìm chọn nhà đầu tư họ cũng đã gần như là giống như cái kiểu phát hành cổ phiếu riêng lẻ, thì làm như vậy thì mới thành công. Theo các chuyên gia, giới đầu tư còn e ngại tham gia vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp là do các quy định đối với thị trường này còn chưa cụ thể, rõ ràng. Ví dụ như tại dự thảo nghị định quy định về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, dự kiến thay thế nghị định 90 năm 2011 của Chính phủ, có quy định mệnh giá trái phiếu của doanh nghiệp trong thời gian tới là 1 tỷ đồng hoặc bội số của 1 tỷ đồng Việt Nam thay vì là 100.000 đồng như hiện nay. Quy định này sẽ cản trở các nhà đầu tư nhỏ lẻ tiếp cận sản phẩm này. Nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư chuyên nghiệp là gồm những thành phần nào? Thứ nhất là các cái tổ chức đầu tư tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ. Đấy là cái tổ chức lớn. Cái thứ hai, đối tượng nó xếp vào nhà đầu tư có tổ chức, tức là những nhà cá nhân, nhưng mà cá nhân mà nó có cái kiến thức về thị trường vốn. Cái thứ ba là những cá nhân nhưng mà lại có tài sản, tức là không phải người nghèo. Đấy, cái thứ tư nữa là những doanh nghiệp không phải là trong lĩnh vực tài chính nhưng mà họ có tiềm lực vốn thì vẫn xếp vào là đấy là những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Thì không đánh giá được thu nhập thì họ đặt một cái mệnh giá rất là cao. Đấy cũng là một cái ý tốt, nhưng mà theo tôi thì nếu mà làm như vậy thì cái tính hấp dẫn và thành công của việc phát hành sẽ gặp khó. Chúng ta muốn rất nhiều những nhà đầu tư, kể cả những nhà đầu tư cá nhân khác cùng tham gia, thì cái quy định đó lại không phù hợp. Bởi vì sao? Bởi vì là có những doanh nghiệp người ta huy động trái phiếu chỉ có vài trăm tỷ thôi, không phải là lớn lắm. Và những cái nhà đầu tư tham gia thì người ta có thể muốn tham gia nhưng cái giá trị của họ là dưới 1 tỷ, thì cũng rất là khó khăn. Với sự phát triển còn non trẻ của thị trường chứng khoán Việt Nam thì tính minh bạch cũng là một trong những vấn đề khiến cho cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân đều băn khoăn, nhất là đối với một sản phẩm mới như trái phiếu doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, khá nhiều doanh nghiệp, nhất là các ngân hàng, các công ty chứng khoán lớn đã huy động thành công hàng nghìn tỷ đồng qua kênh phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, bên mua trái phiếu là ai vẫn là thông tin thường được giữ kín khi các đợt phát hành trái phiếu được tiến hành đến nay gần như tuyệt đối là phát hành riêng lẻ. Trường này hiện tại là phát triển là còn khá là đơn giản, chủ yếu là về trái phiếu không chuyển đổi, và cái việc phát hành trái phiếu riêng lẻ, phát hành ra công chúng thì cũng chưa được công bố thông tin rộng rãi. Thêm vào đó thì thị trường vẫn chưa thu hút được cái sự tham gia của các cái đông đảo đa dạng của các nhà đầu tư khác nhau, mà chủ yếu là sự tham gia từ các phía các ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó, giới chuyên gia cho rằng thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam hiện còn thiếu các tổ chức xếp hạng uy tín, khiến cho sức hút của sản phẩm này bị giảm đi, đồng thời làm suy giảm niềm tin của giới đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp. Ở các cái thị trường tài chính nước ngoài thì cái hệ thống đánh giá tín dụng của họ phát triển rất là mạnh. Họ có ví dụ như là Moody hoặc S&P, đấy họ đều có khả năng là đánh giá. Ví dụ như một doanh nghiệp này họ phát hành trái phiếu thì họ chấm điểm họ là AAA. Thì đối với mỗi cái mức đánh giá thì họ lại có một cái lãi suất họ khuyến nghị khi mà họ phát hành trái phiếu. Tuy nhiên ở Việt Nam thì cái khả năng đánh giá doanh nghiệp như vậy là hầu như là chưa có. Thực tế, tình trạng mập mờ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã kéo dài từ nhiều năm nay, với 4-0, không có chiến lược phát triển thị trường tổng thể, không có công ty định mức tín nhiệm, không có đầu mối tập hợp và công khai thông tin toàn thị trường, không có nơi đăng ký giao dịch tập trung cho thị trường thứ cấp. Do đó, để phát triển thị trường này rất cần sự chủ động của doanh nghiệp, của giới đầu tư cũng như sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của chính các cơ quan quản lý. Thưa quý vị, thị trường trái phiếu doanh nghiệp nếu phát triển đúng hướng sẽ trở thành một kênh gọi vốn hiệu quả của các doanh nghiệp, đồng thời là một kênh đầu tư dài hạn hiệu quả cho giới đầu tư trong và ngoài nước. Vậy làm thế nào để thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển đúng với kỳ vọng? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phóng sự ngay sau đây. Việc chưa có các quy định rõ ràng cụ thể dành riêng cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp không chỉ khiến nhà đầu tư không muốn đầu tư vào thị trường này, mà còn khiến chính các doanh nghiệp cũng e ngại khi phát hành trái phiếu. Do đó, giới chuyên gia cho rằng việc bổ sung các chế tài quy định cụ thể từ các cơ quan quản lý sẽ là tiền đề để phát triển thị trường này.
cái thị trường này, tôi nghĩ chúng ta cần phải có những cái quy định rõ ràng hơn và đưa ra các cái thông tin có thể là thậm chí có thể đưa lên niêm yết đối với các cái hình thức trái phiếu doanh nghiệp này để tạo thêm một cái thị trường tài chính dài hạn cho các cái doanh nghiệp. Cần phải có những doanh nghiệp tốt, những doanh nghiệp mà có tài sản đảm bảo tốt cũng chưa triển vọng thì rõ ràng là nó sẽ thu hút được sự đầu tư hơn, chứ chúng ta không cần phải khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp. Hàng năm chúng ta có thấy rằng hàng chục nghìn doanh nghiệp phá sản cũng như hàng chục nghìn các doanh nghiệp mà bắt đầu có sự niêm yết mới, tức là bắt đầu họ mới khởi nghiệp, thì chúng ta không quá quan trọng về cái việc doanh nghiệp khởi nghiệp đấy, thì tại vì chúng ta cần ưu tiên rằng là phát triển cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp là cái ưu tiên hơn. Còn sẽ có những doanh nghiệp chất lượng cao họ sẽ phát hành thành công những trái phiếu doanh nghiệp, còn có những doanh nghiệp khác mà yếu kém hơn, không thu hút được sự quan tâm hơn, không có tài sản đảm bảo, cũng không có sự tín nhiệm nào đó thì rõ ràng họ phát triển không thành nhiệm vụ thiện. Với quy định cụ thể về mệnh giá tối thiểu của trái phiếu doanh nghiệp, có ý kiến cho rằng cần chú ý đến thanh khoản của sản phẩm, nếu không các thương vụ phát hành sẽ khó có khả năng thành công. Khả năng chuyển nhượng, khả năng nối tiếp của nhiều nhà đầu tư góp vào để chuyển nhượng. Có lúc cần tôi có thể tôi chỉ cần 500 triệu thôi, thì tôi có thể tôi bán tôi được, nhưng mà không mệnh giá 1 tỷ rồi nên nó rất là khó. Đấy, cho nên là cái mệnh giá cũng nên cân nhắc đến như ý tôi nói lúc đầu, tức là cái giai đoạn đầu thì chúng ta cũng nên có cái tính đến cái độ linh hoạt và tính hấp dẫn để nó thành công. Để mà chúng ta phát triển được cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp thì cái quy định đó chúng ta cũng phải điều chỉnh sao cho hợp lý. Hợp lý ở cái quy mô huy động của các doanh nghiệp và quy mô tham gia của các nhà đầu tư. Khi đó thì chúng ta mới có thể có được nhiều doanh nghiệp tham gia rồi nhiều nhà đầu tư tham gia vào thị trường. Khi đó thì cái việc phát triển thị trường nó sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Còn nếu mà cứ duy trì như hiện nay thì nó chỉ phù hợp cho trái phiếu chính phủ và nó phù hợp cho các ngân hàng giao dịch mà. Ngoài các quy định cần được bổ sung, việc xây dựng các cơ chế, hệ thống xếp hạng tín nhiệm là rất cần thiết, không chỉ giúp thị trường trái phiếu doanh nghiệp mà còn giúp chính thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển. Thì chúng ta phải có các cái hãng định giá doanh nghiệp, rồi xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp. Thì căn cứ trên những cái kết quả đánh giá xếp hạng đó thì chúng ta mới đánh giá được, phân loại được những cái doanh nghiệp, tôi lấy ví dụ những doanh nghiệp niêm yết chẳng hạn. Nhưng chúng ta phải đánh giá được, phân loại được những doanh nghiệp đó là xếp hạng như thế nào và cái uy tín về tín dụng của họ làm sao. Thì thông qua cái đánh giá đó thì họ phản ánh được cái bức tranh lịch sử, bức tranh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình tài chính của doanh nghiệp trong nhiều năm. Thì khi đó thì cái uy tín của doanh nghiệp là đã có một cơ quan người ta đánh giá. Rồi căn cứ trên đó thì các doanh nghiệp đó phát hành trái phiếu ra thì các cái trái phiếu đó cũng được xếp hạng đánh giá. Và với một cái hệ thống như vậy thì những cái nhà đầu tư mà tham gia đầu tư trên thị trường trái phiếu ấy, thì người ta có rất nhiều cái cơ sở để người ta lựa chọn. Và để nâng cao tính minh bạch, tạo một sân chơi tập trung cho sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp, các cơ quan quản lý có thể cân nhắc đến việc thành lập một sàn riêng dành cho sản phẩm này, đồng thời có các quy định về niêm yết sản phẩm trái phiếu của từng doanh nghiệp để nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn doanh nghiệp đầu tư. Đối với trái phiếu doanh nghiệp, thường sẽ là thị trường chính vẫn là thị trường OTC, khác với hoạt động cổ phiếu do có một số cái tính chất đặc thù, và thường những người mua lớn ở về trái phiếu doanh nghiệp thường là các nhà đầu tư tổ chức nên hầu hết thị trường sẽ là OTC. Nhưng có thể là chúng ta sẽ có thể học tập và phát triển để một cái hình thức phù hợp với thị trường Việt Nam, và nếu như vậy thì việc thành lập một sàn riêng là một việc hoàn toàn, nó cũng sẽ là một khả năng mà chúng ta nên xem xét. Đề nghị là sau khi trái phiếu xong thì phải làm việc, trước khi đó thì phải làm việc với Ủy ban Chứng khoán và Sở dịch Chứng khoán là nhanh chóng niêm yết cái trái phiếu lên trên thị trường trái phiếu. Chứ nếu không có thì nhà đầu tư không biết mua ở đâu, bỏ ra hàng trăm triệu, bỏ ra hàng tỷ mà không biết đến lúc nào được, đến lúc nào có tính thanh khoản, tức là bán được, dù bán giá rẻ người ta cũng phải bán. Dự báo về sự phát triển của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, hầu hết các thành viên trên thị trường đều kỳ vọng lạc quan. Thế nhưng thị trường này sẽ chỉ phát triển được nếu các giải pháp được thực hiện đồng bộ và sớm đi vào cuộc sống. Điều đó cũng sẽ góp phần giúp thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển bền vững hơn, trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của giới đầu tư. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần này. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.